Xin chào các bạn, mình tên là Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Tôi thấy lặng lẽ vườn sau hè, tôi thấy ngày ấy tiền đến đây, tôi thấy thanh thang như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Đoạn nhạc trong bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Anh ấy đã viết theo cảm xúc của mình sau khi đọc xong quyển sách yêu thích cùng tên. Cả bài hát và quyển sách đều mang đến cảm giác bình yên sâu lắng của tuổi thơ. Truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã trở thành quyển sách yêu thích của mình cũng vì lẽ đó. Thông qua cuộc thi giới thiệu sách, mình muốn chia sẻ với các bạn độc giả những suy nghĩ, cảm nhận và bài học ý nghĩa về cuốn sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 9 tháng 12 năm 2010 bởi nhà xuất bản Trẻ với phần tranh minh họa do Đỗ Hoàng Tường thực hiện. Là một trong những quyển sách Việt Nam bán chạy nhất năm 2010, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh cùng tên và đạo diễn Victor Vũ, công chiếu vào tháng 10 năm 2015. Nguyễn Nhật Ánh, một cái tên vô cùng quen thuộc, ông là người đánh thức tuổi thơ trong sáng ở mọi độc giả và những tác phẩm nói về ức ký thời thơ ấu. Những tác phẩm ấy đã hấp dẫn người đọc bằng lời văn chân thực trong sáng, cũng như mình đã bị hấp dẫn bởi quyển sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Như những trang nhật ký đầy sống động, câu chuyện kể về những đứa trẻ đang ở độ tuổi với những suy nghĩ ngây ngô nhưng lại có nhiều trò chơi, câu chuyện tinh nghịch trong cuộc sống. Nhân vật chính là Thiều, một cậu bé học lớp 7 với khả năng học giỏi nên dường như thường được nhiều ưu tiên hơn trong gia đình của mình. Với tính hiếu kỳ, Thiều mang đến cho người đọc những lần dở khóc dở cười và những câu chuyện xung quanh, cũng như những suy nghĩ, câu nói ngây thơ của cậu bé. Sách gồm có 81 chương, ở mỗi chương đều nói lên một ý nghĩa sâu sắc của nó, có khi lại tạo cho ta một cảm giác vui tươi và hồn nhiên. Cũng như trong chương 7, Thằng Tường, tác giả đã giới thiệu thêm về chú bé Tường nhút nhát, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là người anh trai tinh nghịch của mình. Trong 81 chương này, tác giả đã đưa chính bản thân mình vào nhân vật phản diện, đặt vấn đề về đạo đức như sự vô tâm và cái ác. Tất cả đều được thể hiện một cách rõ nét và chân thực nhất. Cuốn sách đã được nhận giải thưởng Asian và là một trong những tác phẩm hay nhất về tuổi học trò, tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hơn 300 trang sách với giọng văn trong sáng, mộc mạc của trẻ con, cùng nhiều tình tiết ngộ nghĩnh, bất ngờ và cảm động ấy đã chạm đến biết bao trái tim. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không chỉ là một câu chuyện mà giống như một hộp quà chứa đựng những câu chuyện hồi ức của trẻ thơ. Đâu đó trong những câu chuyện, ta sẽ bắt gặp chính mình ở trong đó, ở những suy nghĩ ngây ngô thời niên trẻ, hay thậm chí là cả những hành động không đúng đầy bồng bột. Những trò chơi rất đơn giản, những cảm xúc khác lạ xoẹt qua chúng ta chỉ chốc lát thôi, nhưng cũng để ta nhớ được cả một bầu trời thơ ấu đang cất gọn ở trong tâm trí. Cuốn sách như là một hồi chuông nhắc nhở chúng ta rằng hãy sống với nhau bằng lòng tin tưởng và tình yêu để không bị lầm đường, lạc lối. Ai cũng có lúc đã sai, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết làm như thế nào để không lặp lại những lỗi lầm đó. Hãy cứ giữ một trái tim ấm áp như Tường, nhân vật trong truyện, một cậu bé đáng yêu ấm áp nhất từ trước đến nay mà mình được biết. Qua sự việc hiểu nhầm giữa Thiều và Tường, Mẫn, chúng ta nhận ra chúng ta không nên tự suy đoán, vu khống cho người khác khi chưa biết sự thật, để tránh dẫn đến những sự việc đau lòng, nên mở lòng, chấp nhận những sai lầm của người khác để họ được sửa lỗi. Mình đặc biệt cảm động trước sự hy sinh cao cả của bác Tám Tàng dành cho đứa con bị bệnh tâm thần, cứ nghĩ mình là công chúa, là sự nhẫn nhịn
chịu đựng của người cha bị nghi ngờ mắc bệnh phong. Nhưng rồi cuối cùng, điều tốt đẹp cũng sẽ đến, họ vẫn sống yên bình và nhận được hạnh phúc. Nguyễn Nhật Ánh không chỉ cho ta trở về thời thơ ấu với bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, mà còn gieo vào tâm hồn ta cái tình cảm nhân văn và cao quý hơn hết, đó chính là tình thân. Càng đọc sách, mình càng thêm yêu quý các nhân vật, yêu sự hồn nhiên ngây ngô, cũng như ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm của bé Mận, Thương Tường, người chịu sự thiệt thòi nhưng không bao giờ phàn nàn, kêu ca, và nhiều lúc lại hơi ghét thiều vì sự ghen tị của cậu. Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh có nhiều nét trong sáng, nhưng cũng có những khúc trắc trở hay trầm buồn, đó chính là cuộc sống. Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy quá mệt mỏi về cuộc sống hiện đại, hãy tìm đến quyển sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh để được thư giãn và trở về tuổi thơ hồn nhiên, yên bình. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tác phẩm xuất sắc dành cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Các bạn có thể tìm đọc truyện ở nhà sách, thư viện để cảm nhận tác phẩm, được trở về tuổi thơ và chiêm nghiệm những bài học, những câu chuyện nhẹ nhàng một cách chân thật nhất nhé. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn.